khép lại ấn tượng mạnh mẽ của chủ đề hip hop. Tập tiếp theo của sàn đấu vũ đạo chứng kiến những màn lột xác hoàng mục của 12 đội thi trong chủ đề cực hot K-pop. Oh my god, so hot! Đây là cái tuần mà chị cảm thấy đã nhất, đỉnh cao nha em. Sự trở lại đầy hào hứng ở vị trí giám khảo của ca sĩ Harry Won. Trời ơi, nó muốn làm cho mình chết luôn hay sao? Trời ơi, kiểu như là không ổn. Từ những sân khấu mãn nhãn của hàng loạt dấu ấn K-pop. May gu luôn nha, trời ơi, mặn kinh khủng khiếp. Really, really good. Cái này nó có thể bưng lên những cái sân khấu mama gì đó. Đến những câu chuyện chinh phục đam mê. Em nghĩ là chấn thương rồi, mấy cú khó quá. Em phải có một cái gì đó trong tầm chưa kéo ra được. Thực sự là chị không muốn mọi người sẽ bị tổn thương. Em không có kỹ thuật diễn xuất thì dẹp luôn. Động thái quyết liệt của giám khảo Harry Won dành cho ai? Các đội thi thể hiện tinh thần tiến bước sống đầy như thế nào? Nhìn thôi là muốn ngót rồi sờ thì chắc chết. Em lại em chọc một cái thôi, chọc vô. Những bất ngờ từ những màn hỏa thần nóng bỏng và táo bạo đang chờ đợi tất cả chúng ta. Cùng đón xem trong tập hôm nay. Bảo hiểm FWD và Ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hey, các bạn ơi, khán giả ơi! Hey, yes. Thanh Duy, Tuyền Tăng xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng gặp nhau tại mùa thứ hai của chương trình Sàn đấu vũ đạo. Chương trình truyền hình thực tế về nhảy múa hấp dẫn trên sóng HTV sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, sàn đấu vũ đạo do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành đến từ Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Và đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục với vòng biểu diễn với chủ đề mà Thanh Duy tin chắc rằng quý vị khán giả cũng đang rất mong đợi, đó chính là K-pop. Khi nhắc đến K-pop nói riêng hay là làn sóng Hàn Quốc nói chung thì nó đã trở thành cả một hiện tượng văn hóa gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu. Có thể kể đến như là phim ảnh, là văn hóa và du lịch, hay là đặc biệt nhất đó chính là âm nhạc. Nói tới âm nhạc thì K-pop thế hệ đầu tiên Thanh Duy nhớ ngay đó là Lee Hyori nè, hay là Boy. Thế hệ thứ hai chúng ta có Sony CD. Ở đây có ai là fan của Sony CD không ạ? Yeah. Chúng ta có Jung Bang Shingi. Yeah. Chúng ta có Tiara. Yeah. Và thế hệ thứ ba thì Tăng có nhớ mà một đại diện rất là nổi bật ở thế hệ thứ ba. Nếu em đoán không lầm, đó là BTS. Yes. Hay là Blackpink. Đúng không ạ? EXO. Ok. Và gần đây nhất ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thấy sự xuất hiện của Stray Kids nè, hay là TXT, hoặc là các bạn XG. Đó cũng là chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ mang tới cho buổi tối ngày hôm nay, K-pop. Và khi mà chúng ta cùng nhau nhắc đến âm nhạc Hàn Quốc, chúng ta cũng sẽ nhớ ngay đến cả một bộ máy đào tạo những idol, những thần tượng cực kỳ khắc khe, chuyên nghiệp. Họ sở hữu những bản nhạc cực kỳ bắt tai và quan trọng hơn hết là vũ đạo cực kỳ điêu luyện và đều tăm tắp thử thách dành cho 12 đội thi. Đó chính là như thế đấy. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của bộ ba ban giám khảo. Những người sẽ cầm cân, nảy mực và lúc nào cũng sẽ mang tới những phần nhận xét chất như nước cất. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất Minh Hằng. Xuất sắc quá mọi người ơi. Và thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón vị giám khảo xuyên suốt thứ hai. Đó chính là giám khảo John Huy Trân. Và
Và mỗi tuần chúng tôi sẽ mang tới quý vị khán giả một vị giám khảo khách mời. Và không ai hợp hơn cho chủ đề K-pop ngày hôm nay. Xin được chào đón ca sĩ Harry Won. 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요. Bây giờ chúng ta hỏi nhanh các giám khảo đi ạ. Đâu là nghệ sĩ K-pop mà các bạn yêu thích nhất? Chị Minh Hằng đầu tiên. Chị hả? Vâng. Park Ji Young, một nữ nghệ sĩ có một cái giọng ca rất là hay và chị hay bắt chước những cái bài hát của cô ấy. Còn anh John, đâu là nghệ sĩ Hàn Quốc mà anh yêu thích ạ? À, thì cũng giống Minh Hằng, anh thích mấy cái bài ballad của Park Ji Young. Wow. Yeah. Old school. Yeah, yeah. Cùng gu, cùng gu, cùng gu. Còn nghe chị Harry thì sao ạ? Harry thích rất nhiều người. Thì trong đó thì tất nhiên là phải có BTS và phải có Blackpink và cũng ai cũng rất là thích nữa. Nói chung là ba nhóm ca sĩ này Harry đang yêu thích, muốn tìm hiểu nhiều hơn kiểu vậy. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Yeah. Xin mời ban giám khảo về lại vị trí của mình. Hãy giờ cho một tràng pháo tay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những nhân vật cũng cực kỳ quan trọng của sàn đấu vũ đạo mùa thứ hai, đó chính là hội đồng bình chọn. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với các đại diện truyền thông. Anh Trịnh Minh Quang. Xin được chào đón anh Minh Khôi. Chị Hồng Nhung. Xin được chào đón anh Khôi Nguyên. Chị Nghiêm Ngọc. Xin được chào đón anh Thiên Anh. Và đó là chị Thiên Hương. Anh Tôn Phong. Chị Quỳnh Nguyễn. Anh Tân Cao. Và bây giờ chúng ta có đại diện biên đạo Thanh Sang. Biên đạo Lít. Biên đạo Ngọc Tân. Biên đạo Hiếu Technique. Biên đạo Phi Trần. Biên đạo Mạnh Quyền. Vũ công Phu Lê. Biên đạo Nghĩa Trần. Và đặc biệt chúng tôi còn có sự xuất hiện của rất nhiều khán giả đã có mặt tại trường quay. Về tiêu chí chấm điểm của chúng ta ngày hôm nay, các đội chơi sau phần thi của mình sẽ nhận được số điểm được chấm công khai từ 3 vị giám khảo với mức điểm tương ứng từ 7,25 cho tới 10 điểm. Và số điểm này sẽ được quy đổi theo 55% tổng số điểm, trong đó giám khảo Minh Hằng chiếm 20%, giám khảo John Huy Trần chiếm 20% và 15% thuộc về giám khảo khách mời Harry Won. 45% còn lại chúng ta sẽ chia đều cho 3 hội đồng bình chọn tương ứng với 15% số điểm. Và thưa quý vị, sau 12 tiết mục dự thi thì chúng ta sẽ tiến hành tổng kết điểm. Điểm của ban giám khảo ở vòng K-pop cũng như là điểm tích lũy sau vòng thi Hip-hop để tìm ra 6 đội có điểm số cao nhất. Nghiễm nhiên đây chính là 6 đội an toàn bước vào vòng tiếp theo của sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2. Và như vậy đồng nghĩa với việc là 6 đội còn lại sẽ tiến đến phần bình chọn của hội đồng bình chọn. Hai đội có tổng điểm tích lũy sau 2 vòng thi Hip-hop và K-pop thấp nhất sẽ nói lời chia tay cùng với sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2. Và thưa quý vị, một điểm rất đặc biệt trong sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2 với chủ đề K-pop đang xuất hiện tại khu vực của các thành viên trong ban giám khảo. Đó chính là nút hồi sinh. Nếu ban giám khảo muốn cứu một đội chơi nào bị loại, chúng tôi muốn có sự đồng thuận của cả hai giám khảo chính. Có nghĩa là nếu chị Minh Hằng hay là anh John Huy Trần cùng đồng ý sẽ cứu đội chơi đó thì hai anh chị hãy nhấn vào chiếc nút đỏ ở trên bàn. Yeah, và chúng ta sẽ cứu được đội chơi vừa bị loại. Đó là một khi mà chúng ta đã kích hoạt nút hồi sinh thì đây cũng là lần cuối cùng chúng ta được sử dụng chiếc nút này xuyên suốt mùa giải của sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội thi đầu tiên trong đêm K-pop ngày hôm nay. Đó là ai? Đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Và ngay bây giờ trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2 sẽ là sự xuất hiện của một nhân vật mà bắt đầu từ những nghi ngại ở lần đầu tiên xuất hiện thì bạn ấy đang dần chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc của mình. Ngay bây giờ đây bạn ấy sẽ phải đối mặt với một thử thách mới cùng với người đồng đội của mình tại chủ đề K-pop. Hãy cùng với chúng tôi chào đón sự xuất hiện của Jin Tuấn Kiệt và biên đạo Trần Tú. Tú thì chuyên về hip hop freestyle, hip hop choreo, urban hip hop. Tú quyết định theo đuổi cái đam mê của mình khi mà nhìn thấy mấy anh đại học nhảy hip hop. Lúc thời điểm đó mình cũng gặp khó khăn về tài chính và không thể nào mà có thể theo đuổi cái việc học được nữa. Khi mà đi nhảy kiếm tiền á,
thì mình mới có thể trang trải được cái cuộc sống mình thời điểm đó. Gia đình Tú cũng không ủng hộ con đường mà vũ công lắm. Một cái quá trình rất là khó khăn để chứng minh được là con đã làm được, con đã có thể tự mình có thể kiếm tiền, tự mình có thể sống tốt với nghề của mình đã chọn. Đó là sao? Cái niềm tự hào bây giờ của Tú đó là mẹ Tú cùng những người nuôi nấng Tú rất là thích Tú xuất hiện trên những cái show truyền hình. K-pop thì á là mình xem thì ít, nhiều đúng rồi. Nhưng mà để mà nhảy những cái động tác của K-pop thì ít khi nào mà có cơ hội để mà thể hiện ra. Lúc đầu thì Jin với lại anh Tú muốn chọn những cái kiểu bài nó nghe cái là mọi người đúng rồi, ôn lại được cái tuổi thơ, những liền. Cái ký ức kỷ niệm liền đúng không? Ví dụ như là SNSD, đúng rồi. Rồi nhóm Shiny, nhóm Super Junior. Không khó chọn bài lắm, cũng những bài đó rồi. Cái gu nó giống nhau. Tuy là chọn những cái nhạc là hơi hoài niệm, hơi old school xíu, nhưng mà cái cốt truyện, cái nội dung á nó sẽ là hơi hướng mang tính nó gọi là gì ta? Kinh nghiệm đại. Đúng rồi. Một cái xu hướng bây giờ của Hàn Quốc. Khi mà đưa ra ý tưởng là zombie thì hai anh em cũng thích. Tâm đổi hả? Tâm đổi hả? Tập bài K-pop là cũng là lúc mà Jin bị chấn thương. Jin đã ke đầu thì có bị lật cái ngón tay, có bị chấn thương một xíu bông gưng, nên là cũng lo lắng. Tại vì sau cái phần đó còn nhiều cái trích nó khó hơn nữa, lo lắng nhiều lắm.
ơi, đừng cắn xé nhau nữa, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Trời ơi. Ô cái bài Jean Tuấn Kiệt và Trần Tú. Và đó là ô Đen Team. Các zombie của Odin Team diễn nhập vai quá. Và các bạn cũng dựa trên bộ phim rất nổi tiếng vừa rồi đúng không ạ? All of Us Are Dead. Cảm ơn các bạn rất nhiều về phần trình diễn vừa rồi. Wow. Nhưng bây giờ xin được giám khảo đầu tiên, mời Harry Đức Chí đi ạ. Harry có cái cảm giác là Harry đang xem một cái kịch hơn là vũ đạo K-pop. Thì cái này thì có suy nghĩ sao thì mình nói như vậy thôi. Thật ra nha, những cái lý tưởng bản thân Harry cảm thấy rất là hay, biết khai thác, biết phát triển thì trời ơi, nó rất là độc đáo. Mình thấy là cái này phát triển thì không phải là phát triển hãng bên kia, mà cái này cứ bị giữa chừng mà lúc đầu Harry cứ cảm thấy y như là mình đang xem kịch. Diễn chứ không phải là nhảy. Và những cái bài hát á, chọn á, ai cũng nhớ có những cái vũ đạo mà ấn tượng của các bài á. Giống như là Sorry Sorry thì mình làm kiểu vậy, mà nó có những cái động tác rồi GGGG thì làm cái chân nó không thấy được một cái vũ đạo nào mà liên quan tới ba bài hát đó luôn. Thì Harry cảm thấy là tại sao lại xài bài một cách rất là uổng như vậy. Trong khi đó có mà không chịu xài. Khi mà bạn Trần Tú rồi bốn bạn zombie ra ngoài xuất hiện nhảy thì lúc đó mới bắt đầu là vũ đạo. Nhưng vũ đạo xong lại tiếp tục là kịch nữa, thì bản thân Harry thì cảm thấy là tại sao có nhiều cái đồ chơi, nhiều cái âm nhạc chọn, rồi nhiều cái point về cái vũ đạo mà không xài hết, thì bản thân Harry cảm thấy là tiếc nuối nhiều hơn. Cảm ơn những nhận xét rất thẳng thắn từ chị và cũng mang tính xây dựng dành cho các bạn đúng không ạ? Ngay bây giờ sẽ là Minh Hằng ạ. Xin mời giám khảo Minh Hằng. Hằng rất là thích cái ý tưởng từ zombie. Tại vì lúc mà Tú ra nhảy cùng với zombie á, thì lúc đó mình nói trời ơi đúng. Khi mà lấy ý tưởng từ zombie để mà nhảy thì nó rất là crazy, nó rất là máu lửa. Thì mình mới vỗ đùi anh thôi, đã quá anh ơi. Rồi đúng rồi, chắc yeah. Chắc đau, em nghe đau, tiếng đau, em thấy đau nha. Đã đó. Yeah, nhưng mà nếu như mà cái chuyện đó nó sẽ được phát triển nhiều hơn, nó chiếm 80% trong bài nhảy thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Mình bị dẫn dắt quá nhiều bài. Thật ra không sao, nhưng mà nó bị rời rạc, chưa có kết nối lại với nhau. Và những cái động tác như mình say sorry thì rất là dễ thương, nhưng mà chỉ được nhảy được đúng có 4 nhịp chứ nó cũng không có nhiều. Mà nhịp đó cũng không phải nằm trong đúng bài đó nữa. Nếu mà diễn cũng được, nhưng mà Hằng có nói á, mình diễn nhưng mà mình phải diễn bằng động tác, nó sẽ hay hơn. Không phải là Hằng đòi hỏi khó, nhưng mà mình phải góp ý để các bài sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Khán giả người ta sẽ chỉ đánh giá và quyết định là tôi có thích cái tác phẩm này hay không, và tôi có muốn cuốn hút vào cái tác phẩm này hay không, thì nằm ngay những giây phút đầu tiên. Thì mình phải nên rút kinh nghiệm cho những cái lần dần bài sau. Cảm ơn giám khảo Minh Hằng. Xin mời anh John. Tú ơi, thì cái cách dựng bài của em có một cái thế mạnh về câu chuyện, em làm rất là tốt. Thì bây giờ anh muốn em tập trung nhiều hơn nữa mấy cái chi tiết. Lúc mấy bạn dancer nhảy thì mấy bạn dancer trên sân khấu, cái cảm xúc, cái bùng nổ thì đều có. Mình muốn cái động tác, cái nhảy múa trở thành số 1, và mọi thứ sẽ ủng hộ cái động tác nhảy. Từ đầu đến cuối anh thấy cái bài em dựng nó cũng dễ hiểu, nó có cái sự giải trí. Nhưng anh chỉ cần mấy bạn dancer và hai bạn trên sân khấu đều hơn với cái cảm giác của mình. Tại một số bạn cái năng lượng là ở cái số 10, và một số bạn là số 8, một số bạn là số 7, mình thấy rõ. Ok, thank you em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của đại diện truyền thông. Xin mời chị Thiên Hương. Gin cũng đã cho thấy là có một cái sự tiến bộ, nhưng mà thật sự thì vẫn chưa thấy được cái sự tiến bộ rõ rệt của bạn. Có lẽ là do cái bài nhảy này nữa, nó cũng không có chỗ cho Gin thể hiện nhiều cái động tác nhảy hơn. Mong muốn là bạn sẽ có thêm nhiều cái mà động tác solo hay là điểm nhấn đặc biệt gì đó. Xin được cảm ơn chị Thiên Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến đến từ đại diện biên đạo. Xin mời anh Hiếu Technic. Có những cái lời khen cho Kiệt với lại Tú. Các bạn dùng nhạc của nhà XM trong toàn bài của các bạn. Thứ nhất, những cái đoạn chuyển đoạn các bạn dùng nhạc nó rất hợp. Lời khen tiếp theo cho Kiệt B-Boy qua Freezy. Cái đó không phải là tập ngày 1, ngày 2 là được đâu. Không thể nào mà ke một cái là dính liền như vậy được đâu. Rất là khó. Cái điểm nhấn không phải là không có, mà nó chưa có lạ. Mai mốt có thêm mắm, thêm muối gì đó thì phải gia vị nó phải thật sự lạ, nó mới thuyết phục được người xem. Cảm ơn hai đứa. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo dành cho bộ đôi Trần Tú và Jin Tuấn Kiệt. Đến từ vị trí của giám khảo Minh Hằng, xin mời. 8,5. Giám khảo Harry Wong,
sĩ Nam. Và cuối cùng là giám khảo John Huy Trần. 8,5 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta đang quay trở lại với sàn đấu vũ đạo. Và ngay bây giờ trên sân khấu của chúng tôi là một đội thi có lượt fan hâm mộ đông đảo hiện tại cũng đang có mặt tại trường quay của chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của Nguyễn Thùy Linh và biên đạo Việt Đen. Cái khoảnh khắc mà Việt xác định nhảy múa chính là đam mê của mình, đó chính là năm lớp 6 Việt được xem cái đĩa VCD của Britney Spears. Đấy là một thần tượng rất lớn của mình. Và khi xem cái clip đó thì Việt thực sự là muốn nhảy giống Britney. Tương lai mình sẽ trở thành một dancer backup cho Britney. Cái cuộc sống của Việt nó rất là nhiều những cái cản trở. Ví dụ như là cái style nhảy của Việt theo đuổi nó cũng khá là girl style, mà trong khi đấy là hình hài lại là một thằng con trai. Khi mà mọi người đi ngủ rồi thì Việt mới dám tập nhảy những cái thể loại nhảy mà Việt yêu thích. Cái điều tự hào nhất của Việt đó chính là tạo ra được một nhóm nhảy mạnh và được mọi người biết đến, đó chính là Hà Nội X Girls. Lần đầu tiên mà để mình nói cho mà nghe thành công á, thì kiểu chị Linh lại tiếp tục kiểu hợp tác với Việt thì Việt cảm thấy rằng là mình càng có động lực hơn để sáng tạo. Mục tiêu của em đến với sàn đấu vũ đạo đó là chiến thắng cuộc thi này. Cái pose thực sự là không phải thế mạnh của Vịt. Mà cái vòng này thì Lít lại bắt Vịt là phải biểu diễn cái bài này, phải nhảy cùng. Đây là một cái phần mà cái vòng thế mạnh của Linh. Về ý tưởng thì vòng này bọn mình sẽ lấy chủ đạo đó là nhóm NSD. Bởi vì đây cũng là một nhóm nhạc gọi là huyền thoại của K-pop. Tại vì là ở K-pop Vịt biết mỗi NSD thôi ạ. Bình thường NSD thì sẽ cho thấy mọi người thấy là hình ảnh sang chảnh này, kiểu kiêu kỳ. Nhưng lần này thì Vịt và Linh vẫn muốn làm NSD, vẫn là cái chất queen, cái chất nữ hoàng đấy. Nhưng mà bọn mình lại queen ở một cái vùng hoang dã, một cái vùng chất, sẽ có thêm một xíu hip hop vào nữa. Tại cái vòng K-pop này ấy, thì những cái đoạn mà khi về những cái động tác K-pop ấy thì hoàn toàn do Linh dạy cho cả Vịt lẫn đội nhảy luôn. Còn về tất cả những cái hình khối hoặc là những cái di chuyển thì là Vịt sẽ là người chịu trách nhiệm. Cái tên chương trình đã nói lên tất cả rồi, sàn đấu vũ đạo, nghĩa là lên trên cái sàn này là phải đấu rồi. Đây sẽ là một cái màn trình diễn thú vị đấy ạ. Cố gắng làm máu lửa nhất để có thể lấy được sự yêu thích của khán giả lẫn cả ban giám khảo. Let me put it down another way. Don't stop. Let's bring it back to 140. Here comes trouble.
Phải nói là mỗi tuần các bạn đều mang tới một tiết mục rất ấn tượng và đặc biệt. Và Thanh Duy cực kỳ thích trang phục và tạo hình được các bạn mỗi tuần mang tới chúng tôi. Chính xác luôn, đúng không? Công nhận ai cũng top 2 chùm nhìn cũng ngầu hả mọi người. Rất đẹp và rất bắt mắt. Yay. À, các bạn nghĩ là mình đã có một màn trình diễn như thế nào ạ? Linh? Hiện tại em cảm thấy rất là cháy á. Đối với bọn em thì NSD luôn là một nữ hoàng. Và lần này thì bọn em muốn mang đến hình ảnh một nữ hoàng mang một phong cách mới, máu chiến tại một vùng đất mới, đó là sa mạc, vùng đất của riêng bọn em ạ. Để nói về Việt Đen với lại Linh á, thì các tuần vừa rồi chị đều nói là mọi người đều có kỹ thuật biểu diễn rất là tốt, tư duy về dựng bài rất là tốt. Nhưng chắc có thể đây là cái tuần mà chị cảm thấy đã nhất. Yeah. Ê, Dịch Đen ơi, Dịch Đen ơi, Dịch Đen, may gu luôn nha. Trời ơi, mặn kinh khủng khiếp. Tuần trước em chưa phải gu của chị nên tuần này em quyết định. Dạ, yeah, phải là gu của chị. Phải là gu của chị đi em, gu chị mặn lắm. Thật sự rất là đã. Những cái mục tiêu mà mình đặt ra cuối cùng đã làm được. Những cái mục tiêu và những cái rút kinh nghiệm từ cái tuần trước đều đang có hiệu quả. Thứ nhất là về dàn bài, biên đạo bài rất là thông minh. Cái khó của một người biên đạo là mình càng mang đông dancer lên trên sân khấu thì mình phải càng giải quyết được cái bài toán là dàn các bạn làm sao để không bị thừa thải một ai. Tất cả các bạn đều phải là những nhân tố quan trọng trong bài, chứ không phải là để làm nền cho biên đạo hoặc là cho Thùy Linh. Thì ngày hôm nay các bạn làm việc đó rất là tốt. Visual đẹp kinh khủng khiếp. Visual rất đẹp luôn. Thùy Linh cũng hiểu được rằng là tất cả mọi thứ ở trên sân khấu em cảm nhận được, nên chính vì thế tự nhiên em tỏa sáng, em tự tin, em bản lĩnh. Và cái kết của em khi mà em leader, nó nữ quyền vô cùng luôn. Nó là một trong những thông điệp rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng, perfect. Rất nhiều người đứng trên sân khấu, khi mà mình đứng đều luôn thì nó còn dễ. Cái này là đứng là phía trước rồi phía sau rồi tùm lum tà la. Thế mà mình nhìn thôi là mình thấy đã mắt. Họ chưa làm gì hết mà mình nhìn là nó có gì đó rất là đều và sắp xếp, nó rất là rõ ràng, nó vô đâu đó. Chỉ có đứng cái cách đứng của mọi người thôi là mình cảm thấy ấn tượng và rất là thích thú. Với lại ở đây á, là không phải là chỉ có Thùy Linh được nổi bật, mà nó ở đây giống như là chia từng nhóm và ai cũng nổi bật hết. Thì bản thân Harry cảm thấy là tại sao có thể làm được những cái này ta. Bản thân Harry nghĩ vậy luôn. Thật ra nha, tiết mục này á, tất nhiên là trong cái sân khấu sân đấu vũ đạo cũng rất là hay, nhưng mà cái này nó có thể bưng lên những cái sân khấu mà có thể là trên Mama gì đó. Nó nghe là bảo thân Harry nha, cảm thấy nó rất là phù hợp cho sân khấu lớn hơn và khán giả nhiều hơn. Bạn thân Harry cảm thấy nhìn mà trời, cái này mà không lên sân khấu rồi thì cảm thấy nó ổn quá, nó tới mức độ vậy luôn á. Với là những cái động tác mà slow motion mà thành viên nó đứng mà nó xuống như vậy nào, trời ai vậy, trời ơi, không biết sao cho trời nó hay ho tới mức độ mà mình không biết phải nói gì luôn á. Bạn này hay quá, em hay quá à. Chắc là cái cô bụng dữ lắm á, thiệt á, cái cô đó là dữ lắm mới tập được cái này chứ. Thật là Thùy Linh thì Harry biết lâu rồi, từ xưa giờ rất là xinh, rất là dễ thương, rất là ngoan ngoãn, tất cả mọi thứ đều có hết. Chỉ có thiếu đúng một chút xíu là xưa giờ chị cứ nghĩ là em phải có một cái gì đó trong tâm, chưa kéo ra được. Chị nghĩ là kéo ra được cái đó thì em sẽ nổi bật, nó sáng hơn. Sân khấu lần này so với trước á, em có một chút kéo ra, nhưng mà chị nghĩ là em phải kéo nữa, phải khai thác nhiều hơn nữa, em phải nghệ sĩ tính lên nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nói này làm được đó. Đúng rồi, em làm được. Thật ra em phải tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn, em phải trải nghiệm nhiều hơn về những cái mà tình bạn hoặc là tình yêu, bất cứ cái gì em phải trải nghiệm tất cả mọi thứ để em biết em là ai và em có thể kéo linh hồn của em trên sân khấu và để cho mọi người phải nhìn là ê, bé này nó có cái hào quang và muốn nhìn bé này không. Cái đó là cái cần nhất của Thùy Linh. Chúc mừng em. Anh John ơi, không biết là anh có tư vấn là mình nên kéo cái gì ra không anh? Thì chị nói kéo quá mà em chưa định hình là mình nên kéo cái gì. Anh nghĩ là nếu mà tìm cái gì và kéo là anh nghĩ là tụi em đang tìm, tụi em đang nuôi cái đó.
mình đang thấy. Đúng và rồi. Một cái mình thấy rõ ràng là nguyên nhóm biên đạo, thí sinh, nghệ sĩ, mình hiểu nhau. Tụi em rất là hiểu nhau. Rất là hiểu nhau. Mình thấy brotherhood, sisterhood, familyhood. Wow, Đức Việt à, thì anh cũng muốn khen em nhiều. Và anh sẽ qua Đức Việt xíu nha. Việt Đen, sorry. Ê, Việt Đen truyền lửa cho Linh nữa. Tại vì Việt Đen rất là nghệ sĩ luôn. Yes. Thì nên truyền thêm cho rất Linh. Là hay, thông minh. Nguyên cái bài mình có cái chung, mình không có làm cái kiểu là em phải hơn như vậy, dancer phải như vậy. Nhưng cái cách em biên đạo cái bài thì mình biết ai là ai. Cái đó rất là khó, rõ ràng luôn. Mình biết ai là nghệ sĩ, mình biết ai là biên đạo và dancer. Nhớ có một bạn nữ, có một cái nón lồng, một bạn cái tóc dài, có một bạn nam, bạn yeah. nam tóc màu hồng, có một bạn nam cái khăn trên đầu hơi tròn tròn. Anh thấy từng người trong cái bài này just high class, different, another đẳng cấp. Đó là từ mà anh John đã dành cho các bạn, đúng không ạ? Anh John Huy cũng là một cái tượng đài biên đạo của Việt Nam. Và được anh ấy khen như vậy thì Việt thực sự cảm thấy là wow. Việt cảm thấy rất cảm kích. Nó cũng là một cái trọng trách nha. Tại vì là nó đẳng cấp vào cái tuần này, nhưng tuần sau nó còn là cái đẳng cấp không, thì là đấy lại là một cái bài toán khó dành cho Việt. Nói chung là anh đã nói vậy thì em tờ bến thôi. Em xin tiếp nhận. Giống như mọi người nói, em cần phải trau dồi cái ở bên trong của em hơn. Tại vì hiện tại đến bây giờ là em và anh Việt đang muốn hòa mình vào với cả các vũ công và cả anh Việt hơn. Thì trong những bài hay, hy vọng là em sẽ cùng anh Việt kéo những cái riêng của em để tiếp tục hòa cùng với các bạn và làm bài nó tỏa sáng hơn. Chúc em sẽ sớm tìm thấy cái để kéo nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đại diện truyền thông, chị Nghiêm Ngọc ạ. Xin mời chị. Phải dành lời khen cho Việt Đen. Phần biểu diễn của bạn rất slay. Có điều một điểm đáng tiếc là cái đoạn mà mình miss và quên động tác cho bài Catch Me If You Can thì nó là cái lỗi, thật sự là nó rất là rõ nên là rất tiếc điểm đấy. Còn lại thì Thùy Linh, người có xuất phát điểm là dance K-pop như Linh thì mình trông đợi nhiều hơn cái màn trình diễn này. Mình cảm thấy là cái năng lượng Linh mang đến trên sân khấu nó không được tốt lắm. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe từ quán quân mùa đầu tiên của sàn đấu vũ đạo. Và đó là Lit. Quá đã rồi, không muốn nói nữa. Quá đã mà nhức đầu luôn ấy. Và nếu mà chị không nói thì mình cũng sẽ nói cái phần mà Catch Me If You Can bạn quên ngay lúc đầu đó. Vì do tụt dây nịt đúng không? Nên là bạn hơi bị rớt nhịp cái khúc đấy. À, còn về phần Linh thì như bài Son đi, em bị vướng vô cái sợi dây đạo cụ và em lúng túng. Còn cái bài Hip Hop nhảy quá nhiều và phần sau em lại bị mệt. Vì cái phần này em đã tiết chế lại bớt rồi em đi vô một khúc và phần sau em mới ra lại. Và em bùng nổ phần gần cuối và anh muốn nói một điều là anh muốn giao lại 3 cái điểm 10 mà anh đã nhận được của vòng K-pop một năm trước cho tụi em nếu có thể. Yeah, xin được cảm ơn biên đạo Liz một lời gửi gắm 3 điểm 10 của mùa trước cũng ở trong vòng K-pop. Nhắn nhẹ cho bên đây nhưng mà thật ra có vẻ là hướng về bên phía ban giám khảo đúng không ạ? Dạ vâng ạ, cũng thật là có duyên tại vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số từ ban giám khảo luôn. Liệu rằng với phần trình diễn vừa rồi của các bạn có đủ sức thuyết phục ban giám khảo với những số điểm ấn tượng hay không? Giám khảo John Huy Trần đã sẵn sàng và điểm số là 9,5 điểm. Xin mời giám khảo Harry Won. 9,75 điểm và giám khảo Minh Hằng. 9,75. Đây là một điểm số rất ấn tượng của Quỷ Thùy Linh và Việt Đen. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người ơi, đừng quên ủng hộ. Thật là cháy cho team luôn vui tươi. Bởi vì team luôn vui tươi. Luôn gì nhỉ? À luôn vui tươi thôi. À luôn vui tươi thôi. À luôn vui tươi thôi. À luôn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với sàn đấu vũ đạo. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi hướng mắt về sân khấu. Sân khấu đã sẵn sàng, ánh sáng đã sẵn sàng, âm nhạc đã sẵn sàng. Và đội chơi của chúng ta ngày hôm nay, Dương Domic và Hải Sudi cũng đã sẵn sàng. Hãy dùng một tràng pháo tay dành cho họ được không ạ? Yeah. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải Sudi và mình là một biên đạo đến từ Hà Nội. Mình sinh ra trong môi trường của văn hóa hip hop, nhưng mà hiện tại thì mình đang trở thành một biên đạo gồm rất là nhiều cái thể loại. Năm nhất đại học, mình cảm nhận rằng là mình không có một cái niềm khao khát đi học, chỉ có duy nhất cái nhóm nhảy để mình nương tựa và mình ngày nào cũng tập luyện trên đấy. Đúng thời điểm đấy thì lại có một vấn đề mà mình xích mích với nhóm nhảy, rồi này mình lại bỏ nhóm.
Mình đi làm rất là nhiều việc chân tay. Trong vòng 6 tháng, không có thứ gì xung quanh, không có bạn bè, không có gia đình, không có niềm đam mê bên cạnh ấy, thì cái duy nhất mình nghĩ trong đầu đó là nhảy múa. Lúc đấy mình nhận ra là thực sự là mình không thể thiếu được cái nhảy múa. Và ngay sau đấy là mình đã quyết định là sẽ tập trung sống với đam mê và nuôi sống mình, kiếm sống bằng cái nghề này. Đánh đổi hết tương lai, đánh đổi hết tất cả những thứ xung quanh để mình có thể sống được đam mê đến tận bây giờ thì mình không thể hối hận. Về K-pop thì một phần cũng là thế mạnh của em, bởi vì là em đang ở trong công ty Hàn Quốc. K-pop chính là cái con đường mà Hải tiếp cận với con đường nghệ thuật từ khi bắt đầu. Tất nhiên văn hóa K-pop phát triển từng ngày. Khi mà vào cái thể loại này thì Hải cũng phải update và tìm hiểu để mình hiểu được hơn cái văn hóa Hàn Quốc bây giờ. Ban đầu thì idea của mình về phần K-pop này rất là khác, hơi hài hước một xíu. Nhưng mà sau khi mà Dương và mọi người bên công ty cùng trao đổi và thống trao đổi, thực ra thì cũng có nhiều cái xích mích, nhưng mà cuối cùng thì cả hai anh em đã thống nhất được một cái sản phẩm rất là ok, rất là tâm huyết. Em thì chỉ biết nói là em sẽ cố gắng hết sức thôi. Em có thể làm được tất cả những động tác trong đấy, trong bài hát đấy. Đó là Dương, Đô Miết và Hải CD.
Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với nhận xét từ ban giám khảo nha. Cho chị hỏi là Dương, Tomic, sau khi kết thúc phần trình diễn của mình thì em cảm thấy như thế nào? Em đã hết mình nhưng mà có những chỗ mà bản thân em thực sự không hài lòng. Cảm thấy hài lòng một điều thôi là em hài lòng vì team của mình đã làm hoàn thành hết phần thi và đã cháy hết phần thi. Mình có thất vọng vì mình không làm tốt nhất được. Dù thế nào thì mình đã hoàn thành xong trọn vẹn được bài thi. Quan trọng nhất là bọn mình đã cùng nhau vượt qua những áp lực như thế này. Thì anh muốn nói, tại em nói là mọi người đang cháy trên sân khấu và cảm giác lúc anh xem là cháy và hết củi. Mình đang cố gắng giống chạy xe mà không có đủ xăng, hết xăng luôn. Cảm giác của anh hôm nay lúc xem đó, anh không có thất vọng, anh thấy hơi tội cho các em. Thiệt, thực sự tại hôm nay tụi em nhìn rất là mệt trên sân khấu. Tụi em đang cố gắng hết sức hết mình, nhưng mà có thể trên cái gương mặt mình thể hiện biểu cảm được, mà cái ánh mắt không bao giờ nói dối. Mà anh thấy cái sự căng, cái sự lo lắng trong cái ánh mắt của em. Và anh cũng biết trong cái tuyến bài này nó cũng có mấy cái là mình phải làm cho xong bài. Mình hiểu anh John đã nhìn ra rất là nhiều cái thứ vấn đề ở trong cái bài diễn. Thực sự ấy là ngay trước khi lên thi thì mình mới hoàn thành xong được bài này một cách hoàn chỉnh. Rất rất tiếc, tại vì cái nhạc nó đã nè, tụi em cũng tạo ra một cái vui vẻ giống đi chơi, chạy chơi, nhưng mà cái này là giống chạy trễ giờ. So hôm nay không phải là cái bài tốt nhất của mình. Xin được cảm ơn phần chia sẻ đến từ giám khảo John Huy Trần. Giờ chị sẽ nói ha, chị rất là thích cái ý tưởng mà ở trong một cái văn phòng tất cả mọi người đều gặp stress và sau đó thì mình muốn YOLO, mình muốn thoát ra khỏi những cái stress của mình. Thì ý tưởng rất hay, với điều kiện mình phải phát triển được cái ý tưởng đó dựa trên những cái động tác. Vô tình chung thì Dương Tomic á, từ ngay những phút đầu tiên thì đã bị quên bài, dẫn theo hệ lụy là mất cái tự chủ ở trên sân khấu. Đương nhiên có những đoạn bạn cũng rất là tự tin, cũng có những đoạn bạn làm tốt, nhưng lặp lại một cái trường hợp lại quên bài tiếp. Thì trong một bài mà mình quên khoảng 2-3 lần thì hơi nhiều. Nó làm ảnh hưởng đến cả đồng đội, ảnh hưởng đến Hải 2D, ảnh hưởng đến cả một cái tuyến. Nhưng mà trái tim của một người nghệ sĩ thì em cũng đã biết cách bắt nhịp để mà mình không có bị rớt luôn nguyên một bài. Nói chung là mình sẽ phải bản lĩnh hơn khi mà đứng ở trên sân khấu, để không phí tất cả những cái giọt mồ hôi, công sức và kể cả là chất xám của em ở trên phòng tập. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Minh Hằng. Dương Tomic thì Harry cảm thấy nha, cũng có một chút bị rớt nhịp này nọ, nhưng mà thần thái của bạn và biểu cảm của bạn thì lại che được một cái gì đó. Cho nên bản thân Harry thì cảm thấy là ít ra là bạn này không có làm mất cái tự chủ cái sân khấu của mình, thì Harry lại đánh giá cao nhá. Em phải cố gắng hết sức, biểu cảm tốt nhưng mà động tác của em nó hơi luyên thuyên một chút xíu, thì chị nghĩ là em nên chỉnh lại những cái đó. Thật ra thì cái này thì chỉ có một cái phương pháp duy nhất là tập nhiều, tập từ sáng tối vậy thôi. Cái này là tự bản thân em chinh phục được, là do em có đủ thời gian cho nó nhiều hay không thôi. Chúc em lần sau thì nó thi tốt hơn nhé. Em cảm ơn chị. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ đến từ góc nhìn của đại diện truyền thông. Bạn có cái ngoại hình rất là Hàn Quốc này, bạn xuất thân từ một cái công ty Hàn Quốc, nhưng mà cái tiết mục này đối với anh thì nó quá đơn giản. Tuy nhiên có một điểm rất hay ở bạn cũng như là một số các team của ngày hôm nay, đó là chọn âm nhạc hip hop. Các bạn không chỉ Big Bang, Blackpink các kiểu, các bạn có một cái màu sắc riêng. Dương cũng là một cái thí sinh duy nhất mà anh không biết đến trước khi bước vào chương trình này, thì anh mong nhìn thấy được cái năng lượng không còn gì để mất của em. Bởi vì em biết không, ở dưới này có rất nhiều người bắt đầu là fan của em rồi, cho nên hãy là cố lên. Một lời động viên rất hay từ đại diện truyền thông. Bây giờ chúng ta muốn lắng nghe từ Lít đi ạ. Em cũng xin nói thêm về phần đạo cụ. Cái phần giấy của mọi người rải ra ngay từ đầu thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nếu có thể cái phần giấy đó anh có thể lên trên cái phần sân khấu trên để rải, để cái phần sân khấu dưới trống thì không có nguy hiểm cho mấy bạn dancer. Có một cái phần mà bạn đứng trên cái bàn nhảy á, thì em tập trung hết cái ánh nhìn vào bạn đó luôn. Dương bị hơi mờ, Dương nên là người đứng trên cái bàn đó để cho bạn đó nổi bật hơn. Cái những cái đội hình mà tại vì anh Hải đã nhảy quá đẹp rồi thì Dương đứng gần không thấy Dương luôn. Nếu được vào sau những vòng trong thì cố gắng lên. Cố lên đúng không ạ? Cố lên, cảm ơn Lít. Tất nhiên là nếu mà nói để binh thì nó rất là vô duyên, bởi vì mình đang trong cuộc thi. Nhưng mà thực sự thì Hải cảm giác hơi buồn khi mà thấy tất cả mọi người chỉ đánh giá về Dương. Và buồn không phải là vì Hải thấy ganh tị, mà buồn bởi vì là cảm giác như là Dương gánh hết mọi thứ. Dương học nhảy được 2 năm, mong mọi người nhớ rằng 2 năm đấy là 2 năm dịch, và Dương chỉ có tập ở phòng tập và không có một ai bên cạnh cả. Đây là lần đầu tiên mà Dương có một bạn bè, có cái team nhảy của mình, có Hải làm ca sĩ mà lần đầu tiên tham gia những chương trình như này. Dương đang rất cố gắng để học hỏi một cách rằng là phải biết cách nhường spotlight cho mọi người khác.
trong một moment nhất định. Mình cũng là cái tên trong Best Dance Artist là người sẽ bị đánh giá nhiều nhất, nhìn thấy nhiều nhất, và đó là cái áp lực mà Hải hiểu. Chỉ mong mọi người rằng là có một chút gì đấy động viên để Dương có một động lực nhiều hơn ngoài cái sự là chỉ có áp lực. Xin cảm ơn Dương và cảm ơn những anh em dancer trong team, bởi vì thực sự ấy, lâu lắm rồi Hải mới có một cái cảm xúc lớn như này trên sân khấu. Thực ra thì em cũng là một khán giả theo dõi thôi. Thì ngay từ lúc mà em gặp Dương ở trong tập đầu tiên thì thấy bạn này có rất là nhiều tố chất rồi. Và em tin rằng bởi vì tất cả mọi người ở đây, từ giám khảo đến cả hội đồng bình chọn, họ thấy được ở Dương Jomic có quá nhiều tố chất để bạn phát triển hơn nữa, cho nên mới cho bạn nhiều những cái góp ý đến như thế để bạn ngày càng tốt hơn. Thì các bạn hãy tin đó rằng là mọi người đều muốn cái điều tốt nhất cho team của cả hai, đúng không ạ? Đúng là cái vòng thi này, vòng thi K-pop, anh ấy nghĩ là một cái sở trường của em. Nhưng mà nó cũng là vô hình chung là một cái phần áp lực của bản thân em để làm sao em có thể làm tốt nhất phần thi của mình. Em chỉ muốn cảm ơn, và nếu có cơ hội thì chắc chắn là em sẽ không để cho mọi người thất vọng nữa. Em chỉ muốn nói vậy. Dự em là một người rất là ít khóc. Vì ít khóc là khi nào đã khóc là không thể kìm nén được. Em không thể kìm nén được. Một nghệ sĩ lớn phải là người có khả năng đối mặt với những áp lực. Và đây sẽ là những áp lực đầu tiên. Và bây giờ sẽ là áp lực đến từ điểm số ạ. Thầy giám khảo áp lực hơn nha em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số đến từ các thành viên trong ban giám khảo. Xin mời anh John. Tám điểm. Xin mời giám khảo Minh Hằng. Tám điểm. Và giám khảo Harry Won 8,25 điểm. Tất cả những gì chúng mình làm trên sân khấu đó là cố gắng hết mình rồi. Hy vọng là sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong những vòng tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây chúng ta hãy cùng đến với một phần thi đến từ một đội thi mà mỗi tuần như vậy họ đều mang tới một tiết mục, những cái phong cách, những tạo hình, những nhân vật khác nhau. Và tuần này họ sẽ đưa chúng ta đến với đất nước của xứ sở Phù Tang, Nhật Bản. TT sẽ xuất hiện trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2 trong hình tượng của một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại, Ninja. Và cùng chào đón sự xuất hiện của TT và biên đạo Đan Phạm. Bắt đầu phải gọi là đi tập nhảy trên nhà văn hóa. Thực ra là bắt đầu nhảy là nhảy về dance box. Cái thấy lớp nhảy hiện đại hay nó sôi động quá, thấy thích. Cái lớp dance box mình trả, cái nhảy của lớp hiện đại học. Học được cỡ một năm thì được kêu vào nhóm ô hiện giờ đến bây giờ luôn. Cái khoảnh khắc mà đang nhớ nhất đến tận bây giờ đó là đạt được giải nhất bước nhảy Sitin. Và nó cũng là một cái bước ngoặt khiến cho đang theo đuổi nó tận bây giờ. Người thân xung quanh thì chẳng ai nghĩ em sẽ đi theo nghề này tính tận bây giờ. Cũng may mắn là đang được sự thấu hiểu từ mẹ, vì mẹ mình cũng theo nghệ thuật, cũng thích hát, thích đàn và cũng thích múa. Tham gia với sàn đấu vũ đạo nên cũng muốn đánh dấu một bước ngoặt gì đó trong đời mình. Nếu mà được đạt giải trong sàn đấu vũ đạo thì đang muốn dành cái điều đó cho mẹ. Thế mạnh của TT và Đan không phải là thế mạnh nào cả. Thật sự thì TT cũng thích cái thể loại này, nhưng mà có cái là nó hơi khó. Chị Đan đi những động tác nó khó hơn và nó cool ngầu hơn. Động tác đó đến một cái nhịp đó nó phải chính xác, không thể nào mà có thể chỉnh một xíu nào được hết thì nó mới ra được cái chất của K-pop. Trong bài này thì mình ứng dụng cỡ 10% là dance cover, còn lại là tự biên hết. Hiện tại thì bài K-pop là bài đang đòi hỏi TT nhiều skill nhất, và muốn TT phải làm chính xác những cái nhịp đó để nó mới tạo ra được cái hiệu ứng mà khi ta nhìn vô thì ta cảm thấy mới wow lên được. Vòng này là vòng có thể là vòng quyết định của TT, nên TT đã tập trung hết toàn bộ công sức của TT vào trong bài K-pop này. Thì rất là mong là tất cả các bạn hãy đón xem và ủng hộ cho TT vòng K-pop này nhé. We'll be right back.
Enter the dragon, that you're gonna get you. Young girl, you must have a shot at you. Looking at everybody, looking at me. Yeah, I'm such a movie. Still a good at hiding a sheep. Don't be chopping up, you're ruthless. Dropping a bone to my enemies. I'm gonna kick it like Bruce Lee. Yeah, let me introduce you to some new tail. New tail. Rồi. Maybe là bị đau chân rồi. Mấy cú lộn mèo đó. Mấy cú khó quá. Em nghĩ là chấn thương rồi. Và đó là Ninja Titi. Và biên đạo Đan Phạm. Một tiết mục về nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại. Chưa bao giờ biết mặt, hôm nay tôi mới biết đó chính là Titi. Nhưng mà sao bạn đang bị chấn thương hay sao? Ngay cú đầu tiên phải không em? Dạ. Nhìn là biết ngay cú đầu tiên. Trước cái cuộc thi sân đấu vô đạo 2 thì Ti đã bị một cái tai nạn do trong lúc tập bị té, bị chật cái xương vai. Đến vòng hip hop thì Ti có làm skill, cố gắng làm thì còn không sao. Nhưng mà đến dòng K-pop thì khi mà mình thể hiện những cái skill trong bài thì bắt đầu cái vai mình bị chật lại. Thật sự thấy thương lắm luôn á. Vì cái cú đầu tiên chị linh cảm là có vấn đề rồi. Nhưng mà em có thể thực hiện hết nguyên một bài là quá hay. Tại vì từ ngay cú đầu tiên chơi kiểu chơi khô máu á, không biết đến ngày mai luôn á, nên là nguy hiểm quá em ơi. Cuộc thi nó còn đường dài, như vậy rất là xót. Thực sự là chị không muốn mọi người sẽ bị tổn thương. Mình phải bảo toàn được cho sức khỏe của mình để có thể chinh phục được cái đỉnh cao nhất, chứ đừng ăn liều như thế, nguy hiểm quá. Bây giờ mình sẽ vô nhận xét bài ha. Chị rất là thích cái idea của cái bài này. Sân khấu di chuyển tất cả các đạo cụ rất hay, rất đẹp, làm cái sân khấu mình nó có chiều sâu hơn rất là nhiều và rất là thông minh khi mà di chuyển tất cả những cái background đó, rất là ảo diệu. Thật sự theo chị nha, mình bớt làm chiêu lại ở bài này, em vẫn có một màn trình diễn rất tuyệt vời, chứ không cần phải quá nhiều chiêu như vậy, nó hơi dư. Yes. Và nửa phần đầu thì chị chưa thấy K-pop lắm. Bắt đầu từ các anh chàng ninja đi ra thì bắt đầu là ok, K-pop về rồi. Chị biết em là B-boy nên là mình đang tận dụng tất cả những cái kỹ năng, kỹ thuật cho tất cả các bài. Chị khuyên không nên, mình nên biết cách xài những cái mà mình đang có, những lúc mà nó thực sự cần. Cái đó mà là sự tính toán thông minh. Nếu như mà em cứ show ra ngoài thì hầu như tất cả các bài của em nó sẽ bị đồng chất. Dạ vâng, em biết điều đó. Nhưng mà hôm nay là một cái tính chất, một cái bài ninja, em phải có phép trong người mới được. Nhưng mà hôm nay với tính chất của ninja, em có phép em mới cứu được công chúa, chứ em không có phép là em tiêu rồi. Không, không cần, không. Em dùng bộ mặt đó, em dùng thân hình đó là cứu được công chúa rồi. Nghĩa là không cần phải quá nhiều chiêu mới cứu được công chúa. Không cần phải quá nhiều chiêu, đúng rồi. Khi mà tất cả các ninja kia nhiều chiêu quá, em bớt chiêu lại. Em là chiêu, em là chùm cuối mà. Nên là thiết chế lại nha. Nhưng mà mọi người vỗ tay cho Titi à. Lúc mà tập là chắc chắn cái đó làm được thì Đan mới làm. Còn nếu mà nó xảy ra tai nạn như vậy thì chắc Đan sẽ không giữ. Mà do ngoài ý muốn, cái chấn thương cũ nó tái lại đúng như cái lúc quan trọng nhất. Thì trong cái bài hôm nay nó cũng là một cái bài K-pop. Và cái ý của anh là cái phần mở đối với anh nó hơi dài. Tại lúc đó anh đang đoán
ai là nghệ sĩ, ai là dancer, ai là biên đạo. Nhưng mở cái bài như vậy nó phải thu hút và hay hơn liền. Đến cái phần lúc mình thấy mấy bạn ninja màu đen xuất hiện, cái bài đối với anh đúng là bắt đầu. Thì nó có nhiều cái phần diễn và di chuyển nó cũng hay. Mà với anh thì anh muốn thêm cảm hứng về K-pop trong cái bài này, tập trung nhiều hơn nữa. Động tác, mấy cái động tác em dựng rất là đẹp. Thì mình phải thử nghiệm mỗi tuần để biết cái nào là hợp, cái nào không hợp. Chúc mừng em nha, bài đẹp. Cảm ơn anh John. Xin mời chị Harry. Thì mọi người cũng nhận xét hết rồi. Thì bản thân Harry cũng cảm thấy là lúc đầu nó hơi bị rùm rà, không biết có được không ta, nó hơi bối rối á, cũng không biết là phải tập trung vào đâu. Thật ra ý tưởng thì nó rất là hay, nhưng mà những cái mà nó liên quan tới vũ đạo của K-pop nhiều hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đã hơn, đã hơn. Những cái tính chất và biểu diễn cũng đang tốt rồi, nhưng mà vấn đề là chủ đề hôm nay mình K-pop thì nó nghiêng một chút xíu cái những cái vũ đạo của K-pop nhiều hơn, thì Harry nghĩ là nó sẽ hay hơn. Mình chỉ tiếc về cái phần đó thôi, ngoài ra thì tốt hết. Chúc mừng. Cảm ơn chị Harry, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Ngoài những cái động tác ngón tay iconic thì cái phần di chuyển hông cũng như là thân trên của các bạn rất là mượt mà. Cái biên độ động tác cũng như là cái thần thái của các bạn rất là giống phiên bản gốc. Ưu điểm của đội các bạn là cái cách dàn dựng sân khấu có cốt truyện cũng như là mix nhạc rất là hay, khơi dậy được cái cảm xúc của những người xem. Nói chung là tiết mục của bạn tôi rất là thích. Không ngoa khi nói rằng bạn chính là một trong những cỗ máy nhảy của sàn đấu vũ đạo năm nay. Chúc mừng các bạn. Xin mời Bule ạ. Mình biết là TT chơi b-boy, mình biết là TT ví dụ như một đêm TT biểu diễn, TT có thể diễn 3-4 chỗ, 5-6 chỗ, nhưng mà lần nào TT lên biểu diễn là TT cũng thể hiện hết skill mà TT có. Mình thấy đó là một cái tinh thần rất là hip hop. Mình rất cảm ơn TT đã mang cái tinh thần hip hop đến cái chương trình sàn đấu vũ đạo này. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi số điểm từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Harry. 9 điểm. Xin mời giám khảo John Huy Trần. 8,5 điểm. Và giám khảo Minh Hằng. 9,25 điểm. Một số điểm khá ấn tượng dành cho đội của TT và Đan Phạm. Một lần nữa xin được chúc mừng đội của mình rất nhiều. Số điểm này thì chắc là có lẽ các anh các chị đã ưu ái cho TT và chị Đan lắm rồi. TT và chị Đan cảm ơn rất là nhiều ạ. Khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường và hồi năm cấp 3, Tân đã được tiếp xúc với nhảy múa rồi. Và càng tham gia sâu vào vũ đạo, mình mới thấy là cái đam mê của mình nó càng ngày càng lớn hơn. Và mình đã quyết định là tham gia vào vũ đoàn bước nhảy và đi tiếp cái con đường này của mình. Có một cái khoảnh khắc này mình rất là đáng nhớ là năm 2019 thì vũ đoàn bước nhảy có tổ chức một cái live show kỷ niệm 15 năm thành lập. Lúc đó thì mình có mời ba mẹ của mình đến xem. Kết thúc cái buổi live show đó thì mình thấy được những cái giọt nước mắt trên khuôn mặt của ba mẹ mình và thấy được cái niềm tự hào, cái niềm hạnh phúc ở đâu đó. Khi mà nhận được cái lời mời hợp tác từ Shin á thì mình cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì đây cũng giống như một cái cuộc thi đầu tiên của mình đối với vũ đạo. Tuy nhiên thì đã khi dấn thân vào rồi á thì mình luôn đặt cho mình cái mục tiêu, nghĩa là hoàn thành tốt nhất cái vai trò của mình trong team, giúp Shin đi đến càng sâu vào trong chương trình càng tốt. Khi nhắc đến cái vòng K-pop này, Tân cũng khá là lo lắng cho Shin. Tại vì mọi người đã biết đến mình qua bài cover Money ở trên YouTube, Money của Lisa đó. Thì vòng này mình nhảy tiếp. Nhưng nó sẽ chỉ có khoảng 20-25% là cover lại bài nhạc đó, còn đâu là của biên đạo Nguyễn Duy Tân ngụ tại DN Dance Team. Dâu mình nghĩ là những cái gì mà gây cảm hứng cho mình và mình có ý mà mình muốn thực hiện thì nó sẽ ok hơn là mình phải gượng ép chọn những bài nhạc khác mà mình cảm thấy là mình không thích bằng bản nhạc này. Đôi khi mình tránh né vấn đề nó cũng gây một cái gì đó trở ngại cho bản thân mình. Mình không tránh né vấn đề, mình đâm thẳng vào nó. Đây sẽ là một cái câu chuyện gần như là phần 2 của vòng trước, là vòng hip hop.
Mình muốn cái vòng lần này mình sẽ là người lead cái bài này để cho Xin vừa nổi bật hơn, Xin vừa an tâm hơn, và mình cũng sẽ có một cái đất gì đó để mình diễn trên sân khấu. Một lần nữa hãy dành cho Xin và biên đạo Duy Tân một tràng pháo tay được không các bạn? Cảm ơn vì sự cố gắng và nỗ lực của các bạn. Chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo nhé. Quyền cái bài đúng là nó rất sôi động. Thấy nhiều bạn dancer trên sân khấu thì anh luôn luôn thú vị là chuyện gì sẽ xảy ra. Mới bắt đầu thì anh đang nghĩ là ok, mình đang tập trung về một cái câu chuyện ở ngoài rừng. Sau đó mình bắt đầu nhảy thì mình bỏ cái câu chuyện xong, mình vô cái kiểu hơi showcase một tí xíu. Thì có hai cái vấn đề. Cái phần showcase nó chưa rõ lắm. Mấy cái động tác mình làm nó cũng đều, mà nó đều ở một cái mức hơi trung bình. Và anh cũng thấy mọi người đang cố gắng, nhưng mà cái cố gắng đó nó không có tự nhiên lắm, nó bị cố diễn quá. Cái cảm giác của anh như vậy. Mọi thứ đang thiếu. Mấy cái nguyên liệu của K-pop tụi em đã có hết, nhưng mà tụi em chưa khai thác được hết.
Cảm giác của Harry có giống ông đối với anh chưa tới. Dạ đúng rồi, nó có những cái động tác thì đúng là K-pop, nhưng mà nhìn tổng thể thì lại không có quá ra K-pop cho lắm. Với lại Harry thấy là nó có 3 giai đoạn ha. Nhưng mà mỗi giai đoạn á, giai đoạn A tới chuyển qua giai đoạn B chuyển qua giai đoạn C, nó không có nối, không có liên kết với nhau. Đã chia ra như vậy thì mỗi giai đoạn nó phải có một cái bùng nổ. Nhưng mà ba cái đều. Cho nên mình cũng không biết là muốn nhấn nhá về cái điều gì. Có những cái đồ chơi giống như cái đèn này nọ, nhưng mà nó không có được hiệu quả, cho nên mình cảm thấy hơi tiếc về cái phần đó. Với lại biết là Shin là đội Shin với Duy Tân mà, thì em cũng phải làm một cái gì đó của trình diễn này. Nhưng mà em á, nhảy đẹp, that's it. Em phải về nhà, em phải coi lại bản thân mình là mình phải làm biểu cảm như thế nào, chứ không phải là động tác đẹp là thôi. Em phải là cái vai chính của cái trình diễn của em mà. Nhưng mà chị thấy TikTok của em, những cái gì mà em làm tự chủ rất là tốt nữa. Bé này có khả năng mà không làm được, mình cảm thấy rất là tiếc. Em không có kỹ thuật diễn xuất thì em dẹp luôn. Bé này có khả năng mà không làm được, mình cảm thấy rất là tiếc. Em không có kỹ thuật diễn xuất thì em dẹp luôn. Em đừng có diễn luôn. Chừng nào em tập mà em cảm thấy được thì em hẳn làm. Anh muốn nói một chút xíu về cái phần dựng luôn. Tại Duy Tân, anh thấy cái lần này là em thử nghiệm nhiều cái mới, và anh đánh giá cao về cái điều đó. Anh muốn góp ý một chút xíu là chừng nào em dựng bài tiếp, mình có thêm thời gian mình xem lại và xem cái lý do tại sao mình ghép cái này, và mình xem lại cái này mình có thấy ở đâu chưa. Và nếu mà có thì phát khách một tí xíu, đừng có làm cái gì để cho có thôi. Suy nghĩ sâu hơn thì nó sẽ update cái bài nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái này là một cái bước lên cho các em. Là có tiến bộ đúng không anh? Cũng có. Xin mời chị Minh Hằng. Như chị có nói lần trước á, là tụi em phải đương đầu, thì lần này chị cảm thấy là tụi em đã có sự đương đầu. Cuối cái bài của tuần thứ hai thì tụi em có cài cắm ở trong cái game. Thì đây là cái game mà tụi em mở ra cái câu chuyện, có nghĩa đó là một cái idea. Nhưng mà chị nghĩ nó không cần phải xuyên suốt, tại vì mỗi một tuần chúng ta sẽ chấm điểm theo một tuần. Đôi khi chúng em sẽ bị gò bó vô cái tuần này, nó phải dính liền với tuần này á, tự mình đóng khung vô một cái chuyện, một cái thứ mà mình phải đi giải quyết. Đôi khi á, cái sự sáng tạo đến một cách rất là bất ngờ, đến rất bất chợt, và mình phải chụp ngay tất cả những cái sự sáng tạo đó lại. Đừng bao giờ bó mình vô một cái khuôn, tự làm khó bản thân mình, xong mình không thoát ra được cái khuôn đó. Kết thúc bài biểu diễn thì mình có đặt một cái câu, đó là you win. Mình win có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái trò chơi đó rồi. Đó là suy nghĩ của Tân, chứ không nhất thiết là Tân sẽ bám vào cái đó và Tân đi xuyên suốt cái chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2. Nói với tụi em để tụi em đừng bao giờ bị đưa mình vô cái thế khó. Đó là một cái kinh nghiệm mà chị cảm thấy là chị đã một vài lần trải nghiệm nên bây giờ chị chia sẻ chuyện đó. Thứ hai nữa là Shin. Chị biết em hồi đó giờ đứng hỗ trợ cho ca sĩ như tụi chị rất nhiều. Và đây là sàn đấu vũ đạo, đây là sân khấu của em. Em hãy tỏa sáng, em đừng đứng sau lưng của một ai đó nữa. Hãy bước ra phía trước, nói cho người ta biết mình là ai. Thật ra Hằng nói rất là nhiều lần, cái biểu cảm nó đi liền với lại cái cơ thể của mình. Nếu như cơ thể của mình thoải mái thì biểu cảm của mình chắc chắn nó cũng sẽ rất là relax, nó rất là chơi với lại cái cuộc chơi. Đó là lý do vì sao mình nhắc tới biểu cảm. Thật sự em chưa chơi với cuộc chơi này, em chưa có thái độ đương đầu nữa, mạnh mẽ nữa. Mình là vai chính của cuộc đời mình, đừng để cho ai tác động hết. Cố lên. Nhát quá à. Dạ, em sẽ cố gắng thể hiện và em đã cố gắng. Nhưng mà thật em là một người rất ngại và em không dám diễn trước người khác. Có những lúc em tự tập nhưng mà em vẫn đang bị thu mình lại và không dám diễn trước mọi người, kể cả những người thân quen của em. Nếu mà em không tự thoát ra thì Tân cũng không thể nào giúp đỡ. Chị đã thấy là Tân đã cố gắng làm mọi thứ để moi em ra được, nhưng mà mọi thứ đều phải từ em. Dạ, em biết con người em là như thế nên là em vẫn đang cố gắng hàng ngày. Em cảm ơn ba anh chị rất nhiều ạ. Anh muốn nhắc em là mỗi lần em lên cái sân khấu này là một ngày em được thành công nha. Tại vì mình phải suy nghĩ. Nó rất là dễ để ngồi ở đây và xem cái bài ở đây, ở nhà, trên TV, và nhận xét, góp ý, chê, khen, bla 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 bla. Nhưng mà anh muốn nhắc ai có một cái suy nghĩ, thử đi, lên sân khấu nhảy trước mặt ai đó, diễn làm một cái gì không phải là cái chính của mình. Thử đi, thì anh cũng muốn chúc mừng em, tự hào em luôn. Thật ra là nó cũng có nhiều vấn đề và những cái tác động là khiến cho mình bị thu mình khá là lâu rồi, cho nên là phải cố gắng mở cái vỏ bọc này ra thôi. Điều mình thích nhất ở phần trình diễn này thì lại là âm nhạc. Mix 5 bài hát khác nhau vào nhưng nó không bị vụn, không bị rời rạc và nghe liền mạch và hứng thú rất là cao. Đây là điều mình thích nhất ở tiết mục này, thì rất xin lỗi các bạn. Điều thứ hai thì mình nghĩ là Shin vẫn biểu diễn chung với các bạn bước nhảy, bởi vì các bạn đã biểu diễn với chung với nhau rất là lâu rồi. Các bạn có một sự hòa hợp và gắn bó rất là lớn. Thế nhưng điều này mình nghĩ là vô hình chung trở thành
rào cản cho Sin. Bạn không tự đẩy được mình lên cái vị trí là bạn phải là người làm chủ sân khấu này, bạn phải là ngôi sao. Bạn luôn luôn nghĩ rằng bạn cần hòa hợp với các bạn trong bước nhảy. Xin được cảm ơn chia sẻ đến từ chị Nghiêm Ngọc, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ đến từ biên đạo Ngọc Tân. Hôm nay là cái người làm mình chú ý là Tân. Khi mà Tân xuất hiện với cái khẩu trang, mình đã băn khoăn, mình hỏi các anh chị ở đây là phải Tân không? Mình kêu là không phải đâu. Tại vì hôm nay bạn thể hiện quá tuyệt vời, thì hôm nay bạn đã hòa hợp được với nhóm của bạn rất nhiều. Cái tiếp theo thì cần đẩy Xin lên một chút xíu thôi. Đúng, cố lên, cố lên. Yeah, cố lên. Sân khấu này là của Xin. Đúng rồi. Đó, quá trời khán giả ủng hộ Xin mà. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ đến với điểm số ạ. Xin mời giám khảo Harry Won. Tám phẩy năm điểm. Em mời anh John. Tám điểm. Và giám khảo Minh Hằng. 8,75 điểm. Chúc mừng Xin và Duy Tân. Nếu mà may mắn được bước tiếp vào những vòng tiếp theo thì tụi mình sẽ cố gắng tìm ra được những cái điều mà ban giám khảo thực sự mong muốn ở tụi mình. Tụi mình sẽ tiếp thu và cố gắng làm theo cái hướng mà ban giám khảo đang kỳ vọng. Và ngay bây giờ trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo mùa thứ hai ở chủ đề K-pop, hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự xuất hiện của Dennis Đặng cùng với bộ đôi biên đạo Quang Hiệp và Kiên Cường. Có một cái khoảnh khắc là để quyết định là mình theo hẳn cái sự nghiệp nhảy nhót này là khi tốt nghiệp đại học thì mình có đi làm văn phòng, nhưng mà khi mà ngồi văn phòng ấy, thì tay chân mình không chịu được, mình không thể nào mà ngồi yên một chỗ được. Thế là sau một năm thử thì mình đã quyết định là chắc là mình phải theo nghiệp nhảy thôi. Ban đầu thì mình không phải là một người mà học từ cơ bản lên, mà mình là một người mà được bạn bè rủ rê để tập nhảy. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là mình cũng khá là phù hợp với cái công việc này và được mọi người công nhận mình cũng có khả năng. Vì thế nên là mình quyết định là mình sẽ làm nó một cách nghiêm túc. Đối với mình là mình được nhảy múa, thế là mình đã tự hào rồi. Chắc đấy cũng là niềm tự hào chung. Bọn mình chưa có thành tích gì nhiều, nhưng mà việc được đi nhảy thôi đã là một cái gì đấy rất là to lớn rồi. Khi mà quyết định là tham gia chương trình này cùng nhau thì bọn mình muốn là thể hiện bản thân và mong là sẽ có nhiều người biết đến Quang Hiệp và Kiên Cường cũng như là ủng hộ trong con đường nhảy múa. Lúc đầu thì bọn mình nghĩ là cái vòng K-pop sẽ chắc chắn là thế mạnh của bọn mình đúng không? Mà khi mà tìm nhạc, lên concept, các thứ, lúc đấy mới thấy là đây cũng là một vòng rất khó khăn. Trong 3 tiết mục từ đầu đến giờ thì bài K-pop lại là cái bài mà cho Dennis cảm giác là mình feel vào khá ổn nhất. Dennis cùng với nhà thiết kế anh Kiệt đã ngồi tìm những cái bộ trang phục mà mình thích muốn đưa lên sân khấu và đặt cái nguyện vọng của mình là à đấy, anh muốn anh được mặc cái bộ trang phục này lên sân khấu. Từ bộ trang phục đầu tiên thì cả hai anh em đã đưa cho Dennis những cái reference về nhạc. Lần này thì bọn em chọn những ca khúc kiểu nó khá là trì và vẫn thể hiện được cái kỹ thuật về nhảy. Mong là đưa tiếp người lên sân khấu sẽ được khán giả tiếp tục yêu thương và ủng hộ các anh em. Nobody stop me now. Try me. I am the one.
dollars work? What? What you get going? It just like. Alo, tại sao tắt mic của mình lúc này? Trời ơi, em là em chọt một cái coi, chọt vô. Chọt. Để em chọt. Sao nó siêu thật quá vậy? Đúng. Hồng, 8 hay 6? Chị muốn lên tận nơi kiểm tra luôn không? Được em ơi, lấy chồng mà không được đâu. Đỉnh cao nha em. Đỉnh cao đó. Thật sự, confirm, xác nhận. Và một lần nữa, đó chính là Dennis Tận và bộ đôi Quang Hiệp Kiên Cường. Bây giờ giám khảo Minh Hằng, hãy cho chúng tôi biết nhận xét của bạn về tiết mục vừa rồi ạ. Chị thấy được là sân khấu rất là trơn, nhưng mà em kiểm soát rất là tốt. Phải khen về vấn đề này. Rất là khen. Các bạn dancer không có mang cái đôi giày giống như của em, vì em là mang giày tây, nên là cái đôi giày này nó trơn hơn của tất cả các bạn dancer. Mà ở dưới còn có kim tuyến nữa. Nếu như mà em không đủ bình tĩnh là em sống xoài ở trên đó rồi. Nhưng mà em rất là giỏi, rất là bình tĩnh để hãm lại tất cả các bước chân của mình và bám chắc hơn rất là nhiều. Vỗ tay, rất là giỏi. Trong hai tiết mục trước, tuy rủi ro nhưng mà Dennis đi cái giày đế cao su nên thành ra là mình chưa đối mặt với cái độ trơn của cái giày ấy. Thì ngày hôm nay là Dennis lần đầu tiên được đi cái giày đế cứng kết hợp với cả kim tuyến. Thực ra là một cảm giác kiểu quá mới đối với Dennis, nên Dennis cũng chưa có kinh nghiệm để kiểm soát tốt được cái vũ đạo của bàn chân. Chị phải thật sự rất là nể cái sự kiên định của em và cái sự kiên cường của em. Về cái phần mà visual ở trên sân khấu đẹp quá. Đội hình đi nó không phải là quá phức tạp, nhưng mà nhìn nó rất là sạch sẽ, nó không có bị tùm lum. Như vậy là đã là tốt rồi. Và cái đoạn đầu em bước ra em giống như búp bê vậy, muốn bứng mang về luôn vậy đó. Thật sự búp bê trong lòng kính. Búp bê trong lòng kính, chính xác luôn, là em đó em ơi. Chị thật sự là cảm thấy rất là nể với những sự cố gắng của em để có được cái phần trình diễn như ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Hằng. Xin mời anh John. Ok, wow. Đồng ý với Minh Hằng. Mấy cái động tác, nhiều thứ trong cái bài đúng là nó không có quá khó và quá phức tạp. Nhưng mà cái hay của Quang Hiệp và Kiên Cường, tụi em biết chọn cái nào phù hợp và hiệu quả, làm cho tất cả mọi người nhìn khỏe mạnh và rất là pro. Mình luôn luôn tò mò về cái đội này. Có thể là lúc trước mấy cái bài của mình nó không được như cái ý mình muốn, nhưng mà hôm nay đối với cái màn K-pop này thì nó trọn vẹn hơn cái bài hip hop một chút, nên Dennis cảm thấy ít ra cái sự nỗ lực cố gắng của mình cũng có một chút gì đấy gọi là tiến bộ. Cái cách các em chọn cái concept nè, trang phục và mọi thứ nó rất là liên quan. Lúc mình xé cái đồ xong mấy cái kim tuyến đúng không? Kim tuyến nó rớt, cái đó rất là hay. Nhưng mình cũng phải chịu cái khó nó sẽ làm trên sân khấu, mà mọi người đã làm tốt. Một số bạn dancer cũng trượt, nhưng mà mấy bạn dancer cũng đi tiếp. Yes. Anh đang thấy hôm nay từ biên đạo, nghệ sĩ và dancer luôn. Stepping up today. Really, really good. Ok. Hình như là mình đang tìm cái chìa khóa và mình đang tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Thấy rõ lắm. I love it. Còn cái nhân vật mà đang cầm chú thỏ trên tay này, lúc mà anh ấy xuất hiện ở trên sân khấu nó cũng mang tới. Yes. Điểm nhân đó.
một điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Điểm nhấn đó. Đúng không ạ? Dennis Đặng là mình phải nói sao ta? Dennis Đặng là dạng hư cấu á. Nhân vật hư cấu. Ừ, nhân vật hư cấu. Như bước ra một cái nơi nào đó rất là ảo diệu, nó không có thật. Bây giờ vậy nè. Đã đẹp trai. Ừ. Body mà ngon. Đẹp trai kiểu này là đã không ổn lắm rồi đó. Ừ. Mà body khỏi nói luôn, bây giờ nhìn thôi là muốn ngất rồi, sờ thì chắc chết luôn. mà có chiều cao nữa, có đầu nữa. Ủa? Sáng tạo, thông minh. Dạ. Thế tại sao lại là con người được? Em không phải là con người em. Dạng nhân vật kiểu em á, là ở bên Hàn Quốc là người ta sẽ dùng từ là manchit nam. Manchit nam có nghĩa là đàn ông chuyển trang bước ra. Nó chỉ có trong chuyển trang mới có thể ra cái đẹp, cái gì cũng đẹp từ đầu ấy được. Trời ơi, ngoài đời làm gì có như vậy. Harry phải khen em một điều á, em rất là biết chọn bài hát. Cách cái nhảy này nọ là mình biết là Dennis không phải là dạng có cái căn bản để nhảy được tốt. Nhưng mà trong cái bài hát ở đây đa số là không cần cái gì mà vũ đạo mà quá nhiều kỹ thuật này nọ, mà nó chỉ cần là những cái thần thái và những cái động tác tay mà nó mình luyến qua luyến lại vậy thôi. Mà em rất là biết khai thác cái thần thái của em, rất là hiệu quả và nó rất là bắt mắt. Lúc đầu thấy cái bài hát Casino là mình cảm thấy là ai cha, thông minh đội cái này thông minh quá rồi đó. Rồi sau đó đội cái bài cái là hả, tự nhiên xé cái áo ở dưới để cho mọi người tập trung vào cái six pack của em. Six pack. Không phải six pack. Không phải six eight. Eight pack. Yeah. Eight pack. Đúng rồi đó. Trời ơi, vừa là làm cho mọi người phải ngắm rồi hả, còn cái những cái bài hát là nó một bài hát cực kỳ là sexy của Kai nữa. Trời ơi, mình phải chết rồi. Trời ơi, nó muốn làm cho mình chết luôn hay sao? Trời ơi, kiểu như là không ổn. Vị trí của ban giám khảo ngồi đây là đếm muối. Không thiệt, hôm nay là đúng kiểu là đếm muối thiệt. Nói chung là Dennis Quang Hiệp với Kiên Cường mỗi bộ phận rất là xuất sắc. Những cái bố cục, những cái cách động tác nhảy, tất cả mọi thứ đều rất là thích. Xin chúc mừng. Biết đến Dennis với vai trò giám đốc sáng tạo thì ở sân chơi này coi như một thử thách đối với các bạn. Tuy nhiên phải dành nhiều lời khen cho team của bạn trong việc chọn bài và dàn dựng trong ngày hôm nay ở chủ đề K-pop. Xin chúc mừng các bạn và mong các bạn sẽ tiến xa nhiều hơn trong chương trình. Anh xin không nhận xét về Dennis nữa. Mọi người đã dành những cái lời khen có cánh cho Dennis quá nhiều rồi. Với anh thấy thì người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Mà anh còn vậy nữa là biết là vẽ anh Sang thế nào rồi. 10 điểm. Mọi thứ nó đều quá chỉnh chu, nó quá đẹp, nó quá lạ, sự không đụng hàng. Theo anh thấy thì ba bạn giống như là để dành cho nhau trong cái team này. Cảm ơn Sang. Ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với ban giám khảo. Và đây sẽ là số điểm mà họ dành cho Dennis và bộ đôi Quang Hiệp Kiên Cường. Điểm số đến từ giám khảo John Huy Trường. 9 điểm. Xin mời giám khảo Harry. 9,5. Và giám khảo Minh Hằng. 9,5. Một đội mình có thể thấy là tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều về những cống hiến về phần trình diễn của mình trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo. Dennis nghĩ là những con điểm số mà như vừa rồi là xứng đáng, và xứng đáng đây là gửi tặng cho Hiệp với Cường. Vì những cái ý tưởng với cả cái dàn dựng xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được hòa mình vào không gian của K-pop với 6 phần thi đầu tiên. Và tuần sau, 6 đội thi còn lại sẽ mang tới những điều gì bất ngờ? Hãy cùng đón xem nha. Thưa quý vị, sàn đấu vũ đạo mùa thứ 2 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Chúng tôi sẽ gặp lại tất cả quý vị khán giả vào lúc 19:30 tối thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bảo hiểm FWD và Ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. 10 điểm từ Harry rất nhanh gọn. Tôi rất muốn coi cái này. Tiết mục này là một trong những tiết mục tinh thần K-pop nhất. Bây giờ em có thể trở thành người yêu của chị được không? Trước cái ngày diễn chương trình và em đã bị gãy tay. Tình thế bị kẹp ở giữa. Em đang trả lời câu hỏi này của chị là không thật lòng. Để anh làm đúng cái trách nhiệm và công việc của anh thì cái điểm của anh là 60.